Chào mọi người, hôm nay du lịch Phượt sẽ mời các bạn uống một món giải khát tuyệt vời nhưng ít người làm. Món đó là món gì? Trứng gà cam. Cam trứng gà. Thật ra nước cam hột gà. Đi thôi. Ok. Hello mọi người. Chúng ta sẽ làm ngày hôm nay là món cam trứng gà. Cái món này rất là ít người làm nha các bạn. Bởi vì các bạn biết sao? Đây là cái món dành riêng cho những người gầy. Một tuần chỉ cần uống một ly này thôi, những người gầy sẽ mau chóng phát triển cân. Trong vòng 3-4 tháng thì có thể lên được một số cân nhất định là từ 2-3 kg rất là nhanh. Ok, nào chúng ta bắt đầu nè. Nguyên phụ liệu, đương nhiên là cam trứng gà thì đầu tiên phải có cam các bạn ha, cam. Thứ hai là phải có chanh nha, có cam còn có chanh nữa các bạn. Thứ ba là tắc, đó, ba món luôn, vừa cam vừa chanh vừa tắc, rất là thơm. Và dĩ nhiên món chính vẫn là có cá trứng gà trong đó, bởi vì trứng gà chúng ta sẽ lấy trứng gà so để rất là bổ. Tiếp theo đó là chúng ta có nếp tông, ok, và sữa đặc ha, sữa đặc có đường nha các bạn. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một chén nước đường nha, một chén nước đường. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ pha lít tông trước nha các bạn. Rồi, ok. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cắt cam, chanh và tắc nha các bạn. Thì tắc này đầu tiên á là 10 ml nha các bạn. Nặng 10 ml vô đó nha. Rồi đổ vô đây. Ok. Tắc này rất là thơm nha các bạn. Khi mà chúng ta làm bất kỳ cái gì á mà có mùi tắc vô rất là ngon. Ví dụ các bạn uống nước mía thì phải có tắc vô ha. À, nước tắc hoặc là có cam cho tí tắc vô rất là thơm. Ok. Rồi cứ nhắc đi, cắt 10 ml nhé. Ok, mình sẽ tiếp tục mình cắt chanh. Chanh cũng 10 ml nha các bạn. Ok. Ba hỗn hợp này trộn với nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ đập hột gà vô. Hai cái hột gà hoặc một cái cũng được các bạn, nhưng mà chúng ta lấy lòng đỏ nha các bạn nha. Coi. Ok, 10 ml. Ok, con vớ cái hộp tắc ra. Nè, lấy cái muỗng nè, vớ hộp tắc ra bỏ vô cái. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nặng cam ra nha. Ok, cam ra. Rồi tiếp tục nặng cam vô. Ok. Trời ơi, chất lượng quá, cái món này là chất lượng quá. Nhưng mà cái bạn áo xanh này chắc chắn không được uống, tại vì bạn này béo quá rồi. Rồi, đổ vô, rồi bên kia là 10 ml đủ rồi phải không? Tắt cái chanh, rồi chút xíu nữa mình sẽ đập một cái hộp gà lấy lòng đỏ vô nha. Ok, bây giờ mình tập cái trứng gà nha các bạn. Một cái trứng gà chúng ta sẽ lấy cái lòng đỏ của nó. Bắp, trâu, uu, hai cái đi ha, cho ngon ha, muốn hai cái hàng cái. Chúng ta có được nước cốt chanh rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ chung với hột gà. Rồi,
đổ chung vô hột gà rồi chúng ta cho miếng nước lít tông vô cho thơm lên rồi quậy đều lên. Nếu mà các bạn nào á mà lớn á chúng ta có thể cho miếng đỏ hoặc là một chút bia vô để cho cái lòng đỏ nó không có tâm nha. Mà khi mà chúng ta có chanh tắt và kem thì chắc chắn nó cũng sẽ không có cái mùi lòng đỏ hột gà ở đây nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta cho miếng nước đường vô nha các bạn. Rồi cho thêm một chút xíu tươi vào. Bạn Tâm Phong chuẩn bị coi như là chúng ta cho hai muỗng sữa tươi cho các bạn nha. Hai muỗng nè. Rồi, bạn Phong quậy lên. Quậy đều lên. Cam hột gà rất là ngon và đặc biệt dành cho những người gầy nha các bạn. Đây bạn này nè, bạn này phải cầm lên là 5kg trong thời gian sắp tới. Rồi bây giờ quậy đều lên rồi uống một hơi vô coi cảm giác như thế nào. Cảm nghĩ của bạn sẽ như thế nào? Cảm nghĩ về món cam hột gà ra sao? Ngon hả? Béo quá. Đương nhiên có hột gà là chắc chắn là béo rồi. Mà sao? Hơi nghe mùi hột gà nhiều. Đúng rồi, mình có một cái lòng đỏ hột gà chắc chắn sẽ có mùi hột gà như vậy thì mới ra được cái món cam hột gà. Có bị tanh không bạn? Có. Mà không muốn tanh á thì cho một chút xíu rượu vô, nhưng mà con nít thì không cần uống rượu. Mà nó hơi hơi thôi. Thì cái hột gà đó là như vậy. Uống vô cho gì? Rồi, ok là một hơi hết đi, sẽ tặng thêm một ly nữa. Okay. Cái này uống hơi ấm ấm là ngon nhất nha các bạn. Nhưng mà từ vì có đá vô á, thì nó lạnh lạnh thì uống nó dễ. Nhưng mà thật ra thì uống hơi ấm là tuyệt vời. Ok, tạm biệt các bạn. Bye bye. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ like, share và đăng ký cho kênh chúng tôi nhé. Yeah. See you again.